Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về thiết kế mẫu vỉa hè đô thị trên địa bàn thành phố. Thành phố đã tổng hợp các khu vực cải tạo, chỉnh trang hè phố trên địa bàn theo đề xuất của các quận, huyện, thị xã. Theo đó có khoảng 100 tuyến phố dự kiến được lát vỉa hè bằng đá tự nhiên. Đường Trích Sài ven Hồ Tây thuộc quận Tây Hồ dài hơn 2 km với hơn 12.000 m2 mặt vỉa hè trở thành công trường ngổn ngang đất đá. Trong lần cải tạo này, vật liệu dùng lát hè phố Trích Sài là gạch bê tông vân đá kích thước 40 x 40cm, dày 4,5 cm. Bó vỉa là đá nguyên khối, còn phần quanh gốc cây trên vỉa hè và sát lề đường được ốp bằng đá tự nhiên. Đường Trích Sài đã được hạ ngầm đồng bộ. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, các hạng mục hè phố tuyến đường này đã xuống cấp, không đảm bảo mỹ quan đô thị, do vậy cần được cải tạo, chỉnh trang. Công việc được các công nhân tiến hành một cách khẩn trương để đảm bảo tiến độ đã đề ra. Theo quy định, thành phố Hà Nội chỉ thực hiện lát đá vỉa hè với điều kiện đã hạ ngầm hệ thống dây nổi, đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi. Các công trình kiến trúc hai bên đường đã được xây dựng ổn định, đồng bộ với việc cải tạo chỉnh trang mặt tiền các tuyến phố.